Thu Hiền TV. Hello. Ủa, các cậu ơi, các cậu, alo alo, Hưng và Trang đang chìm đắm vào điệu nhảy đồng diễn trong video. Dù Dũng có làm đủ cách để gọi họ nhưng đều vô ích. Mệt quá đi. À, mình có ý này. Tèn tèn, có ai uống không nào? Kìa. Tớ hiểu các cậu quá mà. Cứ nhìn thấy Cun là tỉnh táo ngay. Các cậu uống đi. Wow. Wow. Ngon tuyệt. Các cậu đang xem gì mà chăm chú thế? À, bọn tớ xem là những hoạt động trong sự kiện của Cun đấy. Trang bắt đầu hồi tưởng lại. Hưng ơi, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đây, xong rồi đây. Đồ của tớ đây. Thế của cậu đâu? Đây. Tớ đã chuẩn bị sách vũ nè. Ơ, còn cậu thì sao? Đầy đủ quá. Tớ cũng chuẩn bị sách này. Thước kẻ này. Còn nữa. Bút này. Mình lên xe thôi. Ủa, cậu còn nhìn gì nữa? Lên xe đi. Hưng vẫn băn khoăn kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc xe đạp của Trang một lúc lâu. Cậu chắc không? Sao tớ cứ có cảm giác lo lo ấy nhỉ? Đi tớ đi. Tớ đi xe đạp là bảo vệ môi trường mà. Ờ, thôi được rồi. Let's go. Ê, cậu nhìn kìa. Ui da. Có chuyện gì vậy? Xe thủng sâm rồi. Cái gì? Thủng sâm? Ừ. Đi thôi. Bao giờ mới tới đây? Tôi mệt quá. Cố lên. Cố lên. Tiệm sửa xe này. Anh phá giúp em cái sâm với ạ. Ừ, các em chờ một lát nha. Có vẻ như Trang và Hưng đang rất sốt ruột. Giờ chờ sửa xe thì lâu quá. Mà sắp hết sự kiện rồi, mình phải đi thôi. Ừ đấy, nhưng bọn mình dắt xe nãy giờ quần áo bốc mùi rồi. Cứ thế này đến đó thì ngại lắm. Cậu đừng có lo, tớ đã chuẩn bị hết rồi. Của cậu đây. Cun. Đẹp quá, mình đi thôi không muộn giờ. Ừ. Trang ơi. Yeah, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cậu xem, đông chưa kìa. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình đã có mặt tại trường tiểu học Mỹ Hưng ở Nam Định để tham gia sự kiện Cun làm việc tốt mỗi ngày. Các bạn ơi, cùng vào với mình nha. Anh cảm ơn. Yeah, yeah. Kế hoạch nhỏ, thu nhận đồ cũ. Anh cảm ơn. Đi tiếp thôi. Yeah. Cùng chơi thu hoạch táo xoài cùng ba ba bự nha. Anh chỉ uống luôn đi ạ. Tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc được làm từ bột. Anh nghĩ là bột làm nghề dùng bằng bột. Bột gì đấy ta? Nhiều màu sắc, có thể là tò he đấy. Tò he. Đúng, đúng rồi, tò là he. Tò he. Là tò he. Chính xác. Yeah. Yeah. Sữa Cun trái cây chuẩn 5 sao, hệ miễn dịch. Cùng Cun làm việc tốt mỗi ngày. Yeah. Cùng Cun vận động mỗi ngày. Sữa Cun trái cây. Nhạc lên, cùng Cun vận động mỗi ngày.
tươi cười tươi. Giật mời cuốn mọi người ơi, đứng lên đi, quẩy lên đi, lắc lên đi, hãy cùng cuốn vỗ tay nào, hãy cùng cuốn hét lên nào, hát to lên nào các bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng một lần nữa chưa nhỉ? Quẩy lên nào. Hằng ngày các em dành bao nhiêu phút để tập luyện nào? 15 phút hả? Ừ, 15 phút đúng không? Em 1 tiếng hả? Ồ, 1 tiếng cơ à? Rồi, chờ anh chút nào. Bây giờ nhá, ai hô to hơn, anh sẽ tặng quà cho người ấy, được không nào? Nào, ai hô to Thu Hiền TV hơn, anh sẽ tặng quà cho người ấy. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1. Thu Hiền TV. Rồi, cảm ơn các em rất nhiều. Hôm nay vui thật cậu nhỉ? Đúng thế, từ nay tớ sẽ đồng hành cùng Kun làm thật nhiều việc tốt. Còn chưa hết đâu, Tết đến xuân sang, Kun còn có một chương trình khuyến mãi. Tết Kun tỷ phú, trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui. Nhận bao lì xì 100% trúng thưởng tiền mặt hoặc các phần quà hấp dẫn khi mua một thùng túi Kun tỷ phú 110ml. Thẻ cào giải đặc biệt iPad Kun biết cước. Thẻ cào giải niềm vui, máy ảnh Kun có ngay luôn. Thẻ cào giải may mắn, túi Kun đa năng Tết tung tăng. Các bạn ơi, hãy tham gia cùng chúng mình nha. Mong được gặp các bạn ở sự kiện cùng Kun làm việc tốt tiếp theo nha.